Ngươi làm sao vậy? Công chúa, thứ lỗi cho ta. Nô tỳ sợ kỹ nước bắn vào làm hỏng, cho nên... Muốn mang đi. Cho nàng, nô tỳ cho ta. Đi xuống, vâng, nàng đã nghe nói chưa, chữa bách bệnh không thể nghi ngờ là... Nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, tôi biết hậu quả sẽ... Như thế nào tôi hiểu rằng tôi và anh đã vượt ngàn dặm để kết hôn. Sự thành bại của cuộc hôn nhân này hoàn toàn như là thuộc vào loại hiến chữa bách bệnh này. Không nên làm. Cổ nhân có, vân tu thân, đề gia, trị quốc thiên hạ. Ngươi đã là hoàng đế, nên đi xin phu nhân bệ hạ. Tô tiên sinh nói đúng, vấn đề lập hoàng hậu là một cử chỉ bệ hạ suy nghĩ kỹ. Bệ hạ, công chúa Lâu Lan từ xa đến, vì tình, ly nên gặp người. Bệ hạ, ba bốn người, đừng cố lừa ta. Bọn họ ở đây là cốt lõi, đánh nhau không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, thần không muốn một hoàng hậu nào cả. Nếu như ta giống như sau đó tôi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Tôi muốn sống thêm 2 năm nữa. Đó mới chỉ là bắt đầu. Bây giờ bạn đang sợ hãi, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Nhưng tôi không muốn một nữ hoàng, tôi chỉ muốn một đại sư. Này, không, này, hãy kiểm soát cả mình đi. Tôi đẹp trai và không kiềm chế, mềm mại và dịu dàng. Nhưng nó không dành cho bạn. Đừng là một con cóc và muốn ăn thịt thiên nga. Hừng. Đừng như vậy bị cuốn vào những lời chúc phúc đến nỗi bạn không tôi nghe lời chúc phúc của mình. Rằng tất cả các cô gái ở Lu Lan đều là mỹ nhân. Ở Lu Lan là người giỏi nhất trong số họ. Họ thuộc về Lu Lan đệ nhất Mỹ, nhưng chắc chắn không tồi. Bạn cứ theo cô ấy đi, đẹp nhưng không ăn được. Cô ấy còn mang theo vô số bảo vật làm của hồi môn, trong đó có viên linh thú linh thiên của Lu Lan.
Người ta nói rằng viên linh thú này, nhưng nó được làm từ kinh nguyệt. Máu của cổ thú nếu nhẹ thì có thể cường hóa thân thể. Nếu nặng thì có thể hồi sinh. Nó thực sự là một bảo vật. Tại sao bạn lại ngu dốt như vậy? Đây có phải là mấu chốt không? Mấu chốt là sắc đẹp. Sắc đẹp bạn chỉ coi đó là lợi ích cho giáo viên. Ai gặp bạn gặp bạn. Tôi chưa sẵn sàng để hỏi vợ. Bạn cứ bỏ đi như thế này. Bạn thực sự không muốn xem công chúa Lưu Lan Công như thế nào. Tôi sẽ nói về nó khi tôi vui vẻ. Cố ý, thực sự cố ý. Còn những gì hoàng đế đã nói, hoàng tử xin đừng lo lắng. Bệ hạ, gần đây không được khỏe. Vài ngày nữa khi sức khỏe của bạn tốt hơn, bạn sẽ nhận được hoàng tử. Tôi muốn gặp cô ấy, dù sao. Cũng không hợp lý. Tôi cũng vậy, hoàng tử uy nghiêm đã chịu sự sỉ nhục như vậy từ khi nào? Tôi vốn dĩ vốn tưởng rằng tiểu hoàng đế sẽ lấy thú linh đan lừa hắn biết ngọc kỳ lân một khi trúng độc sẽ có thể giải độc. Chẳng lẽ nặng nề có cao thủ đứng sau chỉ điểm? Này kỳ lân cùng nước vốn là tài sản lâu la, bị bọn họ từ trung nguyên cướp đi. Đồ đạc của ta năm đó làm sao vậy? Ca ca, ngươi đừng nóng giận. Cho dù chúng ta không nhìn thấy tiểu hoàng đế, ta có chuyện của mình. Cách nào? Ta nghe nói bên cạnh tiểu hoàng đế có một phụ thân tên là Tô Nhi. Tiểu hoàng đế tin tưởng ông ấy đến mức gần như tuân theo mệnh lệnh của ông ấy. Chỉ cần chúng ta tìm được biện pháp khống chế và để anh ta đầu độc chúng tôi, đó sẽ là một ý kiến hay. Anh có chắc không? Yên tâm, có thung lũng ngây thơ của tôi. Cho dù ý chí có mạnh đến đâu, tất cả mọi người sẽ tuân theo thần. Bệ hạ, người đang ở đâu? Bệ hạ, ai? Ở đó đi. Ra đi. Tiểu thiếu gia, nhìn mặt của ngươi thật là đùa giỡn. Ta, ngươi là một nữ nhân. Ngươi là thật dũng cảm. Ngươi dám động đồ. Ngươi là cái gì? Ai ngẩng đầu trả lời ta? Mình biết mình có tội, không dám trốn tránh. Mong hoàng thượng đừng đắc tội ngươi. Nếu không ngẩng đầu cái điều gì xảy ra cũng có nguyên nhân. Hạ gia sẽ tê tội ngươi. Ngươi tên là gì? Vào cung tên của là thường nhân, con gái là Hu Si Ji. Hu Si Ji, Hu Du Quan nhỏ. Hu Quan là cha của tôi. Bạn là đứa con gái vĩnh viễn của cô ấy. Trông sẽ sinh ra một đứa con là một bạn nhỏ ốm yếu. Đơn thuốc thiếu một ly uống thuốc. Thu hải đường trong bộ vết. Đó không phải là cây càn cua có tiếng vang được kế ghép từ già loài hoa chỉ có trong khu vườn thượng viện trong cung. Vì vậy, cô ấy lòng vì một tiểu cung nữ mạo hiểm phạm tội xâm phạm hoàng cung. Trên danh nghĩa cô là cô gái ốm yếu của Mimi, nhưng trong lòng Mimi giờ anh đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Nếu có thể cứu sống anh, hãy để một mình Tây Phong Hải Đường. Cho dù phải lấy mạng của tiểu yêu, âm nữ cũng sẽ không chút do dự cho đi. Không ngờ người vẫn là người trọng nghĩa khí. Bệ hạ, mau ngồi xuống. Người ở đâu? Bệ hạ, người ở đây. Ô hát, bạn dễ kiếm một nô lệ. Bạn đang làm gì ở đây? Đừng lo lắng cho tôi. Hãy đi với bạn, nô lệ. Tại sao bạn lại ngu ngốc như vậy? Tôi buồn khi nhìn thấy bạn. Sao không hiểu mà còn đang ở đây? Nô tỳ đã làm sai cái gì? Ngươi không mau rời đi, còn muốn đang ở đây nữa, tính khí của ngươi thôi. Đừng giận, thưa bệ hạ.
nô tỳ sẽ rời đi. Chuyện vừa rồi xin đừng để ý. Thần cố ý giấu giếm. Chỉ là trong triều có mấy lão quan muốn làm đến chuyện của ngài đến tai họ Lý, e rằng lại phải theo ông chủ một thời gian dài. Diễn viên hiểu rằng thần chỉ cảm tạ hoàng thượng, thần sẽ mang đến cho ngài để cứu bệnh cho ngài. Bệ hạ, ngươi bị thương vừa rồi nhất định là bị tề xước. Cũng không phải chuyện nhỏ, nếu bệ hạ không để mỹ nữ băng bó cho ngươi. Cô nương ở trong điện thoại, ngươi gọi ta sao? Ngươi làm. Em nhờ, không cần phải nói. Tôi có thể hiểu trái tim của bạn thật tao nhã. Tôi không biết liệu tôi có thể uống với bạn vài ly không. Hãy làm điều đó. Rượu ngon và người đẹp là hai điều may mắn trong cuộc sống. Nhưng họ là những kẻ dâm đãng, và tại sao em phải nói hay như vậy? Cô gái à, đây là con dung đũa trong lòng anh đoán được mà. Vì có duyên với cô gái nên anh phải uống nhiều hơn. Nếu em uống nhiều, em sẽ không tự nhiên. Bạn nên uống ít hơn. Bạn phải uống nó, tôi biết. Thôi. Lại. Sẽ. Nào. Lại. Sẽ à? Thôi. Sẽ. Bạn là ai? Được rồi. Được rồi. Bây giờ trông bạn dễ nhìn hơn trước rất nhiều. Cô gái thực sự đang đùa nhân tiện. Cô gái, sau khi trò chuyện lâu như vậy, tôi vẫn không biết tên của cô ấy. Mây Sơn. Mây Sơn. Bạn đến từ đất nước Lu Lan với tôi. Bạn là công chúa của đất nước Lu Lan. Có chuyện gì vậy? Bạn đang nói chuyện. Quả lựu đạn. Đã bị đánh cắp, mọi kế hoạch đều thất bại. Sau đó, chúng ta sẽ không có được kỳ lân. Và chúng ta sẽ không thể luyện dược sư.
sau đó chúng ta sẽ mất đi một phần của mọi thứ. Không thể, không thể, không thể. Tôi nhất định đã làm sai điều gì đó. Nhất định tôi đã làm sai điều gì đó. Tôi sẽ không để Lưu Lan chết như thế này. Anh à, đừng. Như vậy, bình tĩnh lại đi. Được rồi, anh phải giúp em. Anh phải giúp em. Anh cũng là công chúa của Lưu Lan. Và sự giàu có cũng là trách nhiệm của bạn, phải không? Chúng ta phải tìm thấy Lâm Đan. Vì vậy đừng lo lắng. Tôi nhất định sẽ giúp bạn. Sẽ không ai biết kế hoạch của chúng tôi. Tôi phải luyện tư y. Miễn là đừng đứng của ta ăn thuốc, sức chiến đấu sẽ tăng lên. Một đám người. Lúc đó ta có thể hồi quân Nam, tiến tới cờ quân ta, đánh đất Trung Nguyên. À, huynh đệ ngươi bị thương. Thứ này là do hung thủ để lại. Bắt hắn. Bắt hắn. Hắn. Được rồi. Người xưa nói rằng thằng lằng không dám đốt. Đốt mở phát ra tiếng động lạ. Người mặc quần áo thắt lưng có thể cùng ma giao tiếp. Sư phụ thật đúng là không sợ cô tư sợ gần chết. Nếu bạn cùng nhau ăn Tết, bạn sẽ bị phát cho hai cái mồm to. Bạn có sợ không? Kể anh ta là người hay ma. Tôi phải kiểm tra nó. Có vẻ như ông tu thực sự rất ô uế. Ý bạn là gì? A, trẻ vào mắt tôi. Ha ha, này. Không, chuyện gì đang xảy ra vậy? Di Han, bạn chưa chết. Tôi không. Tử Hán, bạn không chết. Biết tại sao? Nói chính xác, hắn đã chết rồi. Hiện tại nhìn thấy chỉ là linh hồn. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Mặt ngọc bội trên người. Là ngọc bội từ cổ chí kim. Nó có tác dụng của linh hồn khổng lồ. Có lẽ cô gái này trước khi chết đã quá ám ảnh, bị ngọc bội của ngươi ảnh hưởng, cho nên đã giao nó cho ngọc bội của ngươi. Thì ra hôm đó ngươi là người đánh ta. Ngươi thật dũng cảm. Xem ta thế nào đối phó với bạn nhân tiện Su Trang. Tôi có chuyện muốn nói với bạn. Bạn phải cẩn thận. Dù sao thì các bạn cũng không phải người cùng một thế giới. Bạn không thể. Có vẻ như những lời đồn đại bên ngoài là sư phụ tôi nghiêm quả nhiên là người có khí chất. Ngài đang khen tôi sao? Tứ tưởng ngài đang khen tôi. Đúng là ngài. Nhưng tôi khuyên sư phụ tôi không nên đụng vào. Ngài vừa từ cửa đi vào, tôi liền ngửi thấy thứ gì đó trên người bạn thơm đặc biệt. Loại nước hoa này chỉ có ở Lưu Lan. Tôi đoán bạn chắc hẳn đã nhìn thấy công chúa Lưu Lan. Vậy thì sao? Bệ hạ còn trẻ, nhưng công chúa Lưu Lan tấn công với ý tưởng thích hôn. Sau này cô ấy sẽ là người của bệ hạ thưa ngài. Ngài sự thật. Đâu ngài? Thực sự sợ điều gì công chúa? Công chúa.
Su, Bộ trưởng, nó công chúa, mà. Tôi trông có ghê là tôi sợ rồi. Công chúa, thật tốt bụng và tốt ngay đã. Khi cô ấy đứng lặng lẽ ở đây, cô ấy là người đẹp nhất trong kinh thành. Tại sao bạn lại bỏ chạy? Khi vừa nhìn thấy tôi, nói chung có hai loại người đẹp chính tìm kiếm. Loại thứ nhất loại là họ thích tôi. Loại thứ hai là họ muốn thứ gì đó từ tôi. Ông suy nghĩ tôi là gì? Tất nhiên tôi nghĩ đó là loại thứ nhất. Nhưng Su có hiểu biết về bản thân. Nếu yêu Su Sangqian, công chúa không phải ta. Su Mu, được rồi, ta chỉ hỏi chắc ngươi một câu, có giúp hay không? Chúng ta hãy nghe cho rõ. Ta đột nhập vào cung lấy trộm đồ rồi bỏ đi đằng sau một vũ khí giấu kín. Hôn Lu Lan Sen mất thê thiếp không phải là chuyện nhỏ. Nhưng tại sao công chúa lại nhờ tôi? Lý do tại sao tôi nhờ bạn? Nếu bạn mất nó, sẽ không tốt nếu. Nhưng bây giờ thì lý do tại sao tôi nhờ bạn? Nếu bạn mất nó, sẽ không tốt nếu. Ra ngoài này, chắc ngươi không thể công khai sự xấu xa của gia tộc mình. Các người trung nguyên thích chất bè quốc phái vì lợi ích cá nhân. Dẫn đến lộ và này là cống nạp cho hoàng đế. Nhưng miễn là nó là không bị ngươi có hiện bằng đến đâu cũng dám trung thành và tự báo cáo. Chà, ta nghĩ Tô Sư Phụ là người duy nhất trung thành với hoàng đế này. Vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện một kế hoạch tồi tệ như vậy. Hóa ra tôi là một con chó xấu. Điều đó thực sự ớn lạnh. Trên thực tế có một lý do khác để tìm kiếm bạn. Bạn đoán xem, cô luôn có cái gì đáng đoán xem trong đầu. Nhưng không biết công chúa có manh mối gì không. Cái này là do một tên trộm để lại. Tay nghề thực sự tinh xảo. Tô tiên sinh, sang công nhận. Lục đại phu, mời bệ hạ xem. Hôm nay tôi đến đây để hỏi người một chuyện. Bệ hạ nói về điều này. Tôi nghe nói rằng chú của Lục Ngự Y là hoàng tử Yêu và chính. Bệ hạ đã trở về với bệ hạ. Bệ hạ nên biết bệ hạ biết đến ông ấy. Phu Si Ji Ji đã mê thuốc từ khi còn nhỏ. Và cô ấy vừa được hoàng tử giao tay vào năm ngoái. Ý tôi là, tôi cảm thấy hơi không khỏe gần đây. Người có thể để hắn vào cung chăm sóc bệ hạ. E rằng hợp với người. Trần lĩnh chỉ. Có gì khác biệt đâu, mục đích trẻ tuổi cũng tốt, đúng vậy. Ai sẽ mua kẹo hồ lô, kẹo chua ngọt, ha ha, hơi đắt. Công chúa, đàn ông đúng là tráo trở. Người ta nói ngươi là mỹ nhân, mỗi lần ta nhìn thấy ngươi đều như gặp ma. Cũng đừng trách, công chúa. Công chúa là khách quý của chúng ta. Vậy ta là công chúa là vật đối mục đích của lưu lợi chân rắc rối. Và nhiệm vụ của tôi là đến thăm chị gái bên cạnh đó. Mặc dù tôi đang nhờ bạn giúp đỡ, nhưng Su Linh Lan là một kho báu. Đến thời điểm dù sao sẽ không phản. Cho nên ta phải theo dõi ngươi. Được, chỉ cần ngươi vui vẻ. Dù sao bệ hạ có mỹ nữ đi cùng cũng không sao cả. Bệ hạ. Bệ hạ.
có chuyện gì vậy? Để thần nói cho bệ hạ. Người phụ nữ nhìn thấy quả kem chắc là chui. Làm sao bệ hạ biết được? Bệ hạ nghĩ thầm, quả keo này gần ngay trước chánh điện, rất nhiều, ngày nào cũng có người đi qua, nhưng chẳng ai hái mà ăn. Rõ ràng quả này chưa chín mà, sao? Bạn thông minh thế, Mini chỉ là một nỗi ám ảnh thôi. Bạn chỉ cần học hỏi và cố gắng tích lũy chút kinh nghiệm. Này, tôi thực sự ghen tị bạn. Bạn có thể thấy rất nhiều điều mới lạ, và tôi chỉ có thể ở trong phòng riêng đọc sách trên tường. Bạn có thích đọc sách không? Hãy đến giúp. Tất nhiên tôi thích đọc sách. Người xưa nói rằng có vàng nhà trong sách, trong sách có nhan như ngọc. Nhưng người ta nói đọc ngàn sách không bằng đi ngàn dặm. Cái nào là đúng tôi không biết. Tôi muốn ra khỏi đây, thành phố hoàng gia, để nhìn ra thế giới bên ngoài. Mọi người nói đây là đất nước của tôi, nhưng tôi thậm chí không biết đất nước của mình trông như thế nào. Cũng giống như bạn bị ám ảnh bởi thể học, bạn chỉ bằng cách đọc sách y học, bạn phải lên núi hái thảo dược, thậm chí không được thảo dược có thể dung nhập kiến thức trong sách y. Bệ hạ nói cũng có lý, nhưng bệ hạ là 95 tuổi, cùng một thân phận cao quý và một trái tim nham hiểm. Nếu bệ hạ có bất kỳ sai lầm nào, đó không phải là một sự bất hạnh của thiết kế sao? Tôi không còn nữa, tôi không cần sự bảo vệ từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Tại sao? Chúng ta lại ở đây. Vũ khí ẩn dấu này nhỏ, nhưng độ chính xác của nó vượt xa tầm với của những người thợ thủ công. Một người có thể có tạo ra vũ khí ẩn tinh vi như vậy. Ta ở đây bộ quá trình. Tôi anh ta bị mù. Làm thế nào để bạn có thể xác định được mọi người? Làm sao bạn biết rằng cô gái có một mùi thơm đặc biệt không có trong loại nước hoa này? Khi tôi còn trẻ, tôi đã ngửi thấy loại nước hoa này khi tôi đi xa Lu Lan. Loại hoa mà cô gái sử dụng là loại nước hoa này tốt nhất. Vì vậy tôi dám đoán rằng Lu Lan là người của Lu Lan. Cô gái đó là hoàng gia của Lu Lan. Nếu bạn đoán, hai người không phải ở đây để lo việc của ông già. Có một vài việc muốn hỏi ai đó. Trong lớp thực sự là tốt. Tôi không biết bạn đã nhìn thấy vũ khí ẩn này chưa. Đúng, vũ khí ẩn này tên là vũ khí ẩn đó cho một người thôi. Này là, bạn biết người ha. Cô gái nói đùa, tôi là một anh mù, làm sao tôi có thể làm được điều đó? Anh ấy có gì đặc biệt không? Tôi chỉ biết rằng anh ấy thích đến cùng một nơi và cùng một người với bạn. Ha ha, ý bạn là sao? Cảm ơn bạn. Ha ha, ý tôi là ha ha. Thưa ngài, làm ơn, làm ơn. Thưa ngài, hôm nay ngài ở đây, xin hãy đến lần nữa. Ha ha, ha ha. Ha ha, đến, 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 đến nào, 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 nào. Tại sao bạn lại ở đây? Tôi không thể bàn tay vụ án ở đây. Rượu của tôi đã cứu rượu này của tôi. Bạn nghĩ sao? Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ gì?
好。là ngoại lệ, ngoại trừ mỹ nữ. Có bị thác họ khăn đua lắm. Lại một đại mỹ nhân, một đại mỹ nhân. À, ha ha. Giỏi lắm, giỏi lắm. Ha 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 ha. Ta nhảy đẹp hơn hắn. Tôi nhảy đẹp hơn hắn. Nhiều như thế nào? Nhân giả nhân nhân, trí giả trí trí. Tôi phải nói rằng tôi nhảy tốt hơn anh ấy. Nếu không, hoặc cái gì, hoặc tôi sẽ làm mặc dây chuyền ngọc bội của bạn rất nhân văn. Tôi muốn xem nó là gì. Này, tôi rất lo lắng, đó là một món quà đừng làm loạn. Đưa nó cho ta. Làm sao ngươi có thể cắn cái mặt dây chuyền ngọc bội này? Mọi người, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói người ở Trung Nguyên các, ngươi rất đặc biệt là nam nữ có thể chấp nhận hay không hôn. Sư phụ tôi đối xử với tôi như thế này. Anh ấy có. Muốn cưới tôi không người chờ đợi đã đến. Ha ha ha. Người đó ở đâu? Ha 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 này. Này bạn, không muốn đuổi theo anh ta. Bây giờ bạn chỉ có thể xua đuổi con rắn. Anh ta có thể mang đi chúng ta muốn đi đâu thì đi. Nhưng nếu mất dấu vết thì rất khó tìm ra anh ta, khó lắm. Tôi thực sự nghĩ mình đến đây để mua vui. Và tôi đã bôi thuốc huỳnh quang lên người anh ta. Đạo đức thì anh ta sẽ được nhuộm bằng một huỳnh quang. Điện nhà Thanh có cao đến đâu, bạn sẽ tìm thấy dấu vết của anh ta. Tôi và tên trộm thích đến cùng một nơi và cùng một người. Lúc đó tôi cảm thấy rằng kẻ trộm đó chính là người nghĩ đến nhất định là Orizan của Giang Jilu. Bởi vì Orizan bị hen suyễn và uống thuốc quanh năm, ngoài mùi phấn còn có mùi thuốc. Tôi luôn ở đó. Giang Jilu cũng thích uống với Orizan. Người bán chăn cừu vừa ngửi thấy mùi giống nhau trên người tôi và tên trộm. Vì vậy tôi kết luận rằng mối quan hệ giữa Orira và tên trộm hoàn toàn không bình thường. Chú Su, vì tình yêu trong quá khứ, tôi dạy khi sự việc đến đây là kết thúc. Người không muốn truy cứu nữa. Nếu không, người lớn sẽ hối hận. Tại sao người không đi theo ta? Bệ hạ, người không sao chứ? Người có thể nhận ra ta ăn mặc như thế này? Bệ hạ là thủ ngũ chí. Bệ hạ là thủ ngũ chí. Khí phách phi thường, một bộ âu phục dài làm sao có thể che lấp được nói lời người? Nếu người đã nhìn thấy, ta sẽ không giấu định đi dạo ngoài vùng. Nếu muốn bẩm báo với Ngọc Vương hay Hai Phụ thì phải đợi ta ra ngoài cần một nén nhang. Thôi, không phải ba, nén hương, từng đến lúc rồi năm. Nếu bệ hạ đã từ bỏ ý định, ít nhất hãy yêu cầu ngài để Xi Xi đi cùng. Bạn thực sự không có tôi để hỗ trợ là bạn rất tốt bụng.
Doan Er, tại sao bác ăn mặc thế này à? Chú chú, đây là lâu lan sử thần đại lại đất sâu linh đan, có thể bài độc. Chú ơi, đây là viên linh thú do sứ thần đại nhân là thần kỳ, mau cầm lấy đi. Thứ vô nghĩa này là do công chúa Lưu Lan đưa cho bệ hạ để trợ giáo thì chưa được phép. Nếu đó không phải là sắc lệnh của hoàng đế quá cố, làm thế nào bạn có thể tấn công Lưu Lan? Nếu bạn không tấn công Lưu Lan, làm sao chú có thể bị đầu độc bằng chất độc của thung lũng nhiều năm? Ông ấy đã mắc bệnh. Nhưng trong lòng bạn vẫn hiểu. Nhưng bạn và tôi là hai vị đại thần, sao có thể vì tư lợi mà làm như vậy? Tại sao lại làm ra chuyện phản trước khi vậy? Hãy trở về ngay. Ngày mai thần sẽ đích thân xin lỗi bệ hạ. Sẽ trừng phạt ngươi tại Trùng Khánh vì tội, vì lợi ích của hoàng đế quá cố, Doan Er không đủ năng lực không thể tìm ra cách để chữa khỏi độc cổ của chúng tôi. Cha mẹ của Doan Er đã chết từ khi anh ấy đã làm việc chăm chỉ để nuôi Doan Er, thực sự không đành lòng nhìn chú của mình đau khổ. Chú có thể yên tâm rằng, Doan Er định sẽ tự mình đến xin lỗi. Sẽ đích thân xin lỗi bệ hạ, chú tha thứ cho sự bất kính của Doan. Để đừng hoảng sợ, chúng tôi đuổi theo các bạn đến đây không có ác ý. Sư phụ tôi nhận công việc. Bắt cảnh sát từ khi nào vậy? Việc bắt người vì tôi không thể làm gì được. Xin thứ lỗi cho tôi. Nếu nhà vua không nhầm gì đây, là công chúa Lưu Lan và là vợ tương lai của bệ hạ. Tôi là sợ rằng một cô nữ khi sư phụ xuất hiện ở đây, vì hoàng tử đã nói sau đó, chú sẽ không che giấu điều đó. Hoàng tử phải biết rằng chuyến thăm của Lưu Lan lần này là để làm phiền hoàng đế bằng viên linh hồn thú tiên của Lưu Lan vài ngày trước đây. Thú linh đan đã bị đánh cắp, chúng thần cũng lần theo dấu vết của tên trộm mới đến được phủ của hoàng tử, mong hoàng tử thứ lỗi. Theo ý của tôi đại nhân, tên trộm đang ở trong phủ của hoàng tử. Nếu bệ hạ nghi ngờ điều đó, hoàng thượng đến phủ của vị hoàng tử này để bắt gì đó là lén lút hãy nói về quân đội của nhà vua. Nữa đời người tôi đã chiến đấu không biết cho bao nhiêu hoàng đế nhờ ân huệ của cố hoàng đế, tôi đã hưởng vô số báu vật, làm sao tôi có thể theo dõi anh ta? Sâu linh đan là của nhà vua, sẽ bạn sống sót cho đến ngày hôm nay. Bạn nói đúng, nếu không có bạn, Lưu Lan của tôi sẽ với bạn có rơi vào thời điểm này. Bây giờ để trả thù cho người dân của chúng tôi ở Lưu Lan, hãy cẩn thận. Nếu không phải ngươi, tại sao Lưu Lan cũng sẽ không rơi vào tình trạng này? Bạn muốn nhiều hơn nữa tộc mạch. Cẩn thận. Tử Hán. Bạn nói đúng. Tại sao tôi lại ăn cắp viên linh hồn động vật? Chú của tôi đã rất tốt đối với tôi. Nếu tôi phải chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn đổ thuốc. Hơn nữa, tôi đã đưa viên linh thú đan cho chú tôi rồi. Ý bạn là danh tiếng thuốc dịu dàng nhà vua đã tuân lệnh rồi, vậy đúng. Nếu đó là huống chi với
công lao của Ngọc Cương. Ngươi có thể xin bệ hạ hạ lệnh, bệ hạ nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi. Hạ cớ gì ta đã sắp đặt mọi việc rồi, ngày mai ta định thỉnh ý bệ hạ, tại sao ngươi lại đều là do ta bắt đầu? Hy vọng Tô tiên sinh cứu lấy hoàng hậu. Chúng ta trước tiên giúp hoàng tử trở về đi. Không thể nào, không thể nào, linh đan sao có thể vô hiệu? Trừ phi linh đan là giả. Ngươi trả tiền hoàng thượng, hắn đã uống rồi. Thần không có gì để nói. Nếu ngài cảm thấy cống phẩm chúng ta có gì không ổn, ngài có thể giết tôi ngay ngài. Không nói là ngài, còn ngươi, ai dám lừa vua? Ngươi còn muốn đánh ta vì tội trộm đan dược? Nhưng ta có cách nó có thể chữa khỏi bệnh cho chú của bạn. Nhưng tôi sợ rằng nếu tôi nói ra đó là âm mưu của Lưu Lan của tôi biết, chú hãy nói nghĩ rằng ông ấy chẳng đã bị đầu độc bởi chất độc cung lũng cốc vàng của Lưu Lan. Đây là con bọ giống độc nhất vô nhị của đối với âm nhạc. Chúng rất nhạy cảm, con sâu trống khác nhau sử dụng âm nhạc khác nhau. Để chúng xâm nhập vào cơ thể con người, chúng sẽ sinh sản rất nhanh khi chúng tấn công. Chúng vô cùng đau đớn. Loài sâu cổ xưa này vốn bị các dược tinh chế, nó sẽ chỉ phản tác dụng. Vì vậy nó không phải là linh hồn thú có thể cứu anh ta. Đó là một kho báu khác của Lưu Lan. Kỳ Lân Tuyết, Kỳ Lân Tuyết. Khi chú tôi hắn trở về từ Lưu Lan, anh ấy đã mang về một bảo vật. Có phải là cho bệ hạ không? Đúng vậy, Kỳ Lân Tuyết ở trong cung điện. Điều đó tùy thuộc vào bệ hạ. Bạn có muốn buông bỏ khoát và thoát khỏi độc dược? Bây giờ ta đi gặp tiểu đại thái tử. Không có, thái tử đang rất bối rối. Trong cung vừa phát sinh bệ hạ ra khỏi cung. Ai đã đưa bệ hạ ra khỏi cung? Cái gì? Vào lúc này tôi nghĩ tốt hơn là nên tìm bệ hạ trước. Bệ hạ là một người cao quý, nếu có bất kỳ sai lầm nào chúng ta trong có thể chịu được. Hãy bình và đừng nóng nảy. Đây là gì? Sẽ có phản ngờ với tính cách của tiểu đại. Thành phố tướng quân này không thể khống chế được anh ta, cho nên tôi mới đặt cho anh ta một tấm thẻ không quên. Chỉ cần anh giữ được tấm thẻ không quên này, anh có thể tìm thấy anh ta. Anh à, tôi có rồi. Tôi chỉ hy vọng bạn có thể hiểu rằng bạn không phải là những người duy nhất phải chịu đựng tôi. Chúng ta đã phải trả giá đắt. Tôi xin đảm bảo với bạn, chỉ cần Lưu Lan vẫn bình an, tôi sẽ luôn ở Trung Nguyên. Đừng tê phạm. Kẹo ho, kẹo ho chua chua ngọt ngọt. Mua bánh, mua bánh. Bánh tươi ngon. Thử hai cái bánh hấp. Tỏi tây em mới ăn hồi sáng sắp hết rồi. À, bánh ngon, em ngửi thấy mùi ở xa. Tôi cần mua hai cái, mỗi cái hai xu để dùng thử. Nhưng tôi không có tiền. Đâu thưa bà? Đừng lo, đừng lo. Nếu bà không,
có tiền thì nhanh chân ra đi, đừng lo ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi ở đây. Cô chủ sẽ mang cho bạn hai chiếc bánh bao. Của người chăn cừu, tôi hứa với bạn những chiếc bánh này rất ngon. Chúng có ngon không? Bán rau. Xem đi, không cần tiền. Không ngon không? Chậm lại, đừng nghe, chậm lại. Bệ hạ, cuối cùng chúng ta gặp nhau. Bạn sẽ biết bạn là ai và tôi là ai. Tôi, hãy để tôi đi, hãy để anh ấy đi, hãy để anh ấy đi, hãy để tôi đi. Đó là một đáng tiếc mà một người nhỏ bé như bạn. Thống trị cuộc sống của Lưu Lan ngày này sẽ sớm kết thúc. Chú thế nào rồi? Chú hãy kiên nhẫn. Su Rang đã đến gặp bệ hạ để xem kỳ lên lúc đó. Ngươi mới có thể giải độc thì phải đưa cho bọn ngươi tuyết kỳ lên an. Chú, ngươi nói gì vậy? Chú. Ngươi. Trang Cổ là chỉ yên chỉ xế chủ. Nói cái gì? Ngọc Bội là chỉ chuẩn chỉ dung của lĩnh vực. Ngọc Bội còn chưa khôi phục, có lẽ. Ngọc bội có thể dùng làm vật che, đẩy phát triển một loại thuốc giải độc có thể kiềm chế thung lũng tóc vàng. Chú ơi, chú ơi. Tại sao không có bất kỳ phản hồi nào? Đi thôi. Chúa. Công chúa, thiết chung ở bên anh ấy, thâu bệ hạ. Anh ấy đã được một người đàn ông đưa cho màu đỏ tôi. Biết họ đang ở đâu. Đi. Đi, để. Tôi đi. Bạn để tôi đi. À, tôi nghe nói rằng hoàng đế lịch của bạn có áo giáp của hơi thở của rồng thần, và hơi thở của rồng thật là chìa khóa duy nhất để mở cửa ngai vàng. Tại sao bạn không mở một cái hãy để tôi xem? Mở mắt ra thì sao? Hừng, đây là con rồng thực sự. Hoàng đế sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Xí lĩnh. Cuối cùng tôi cũng có được bạn. Hãy để tôi.
đi. Phong khai vô. Cảm ơn bạn đã giúp tôi tìm Phơi Quyên. Bây giờ bạn đã là của tôi, không có tư thế nào. Tôi sẽ giết bạn. Hãy để tôi đi. Hoặc từ từ hành hạ bạn. Hãy để tôi đi. Dừng lại. Tay chân. Cứu tôi. Thầy phụ, cứu tôi. Đông không chạy trốn. Đừng sợ. Ngươi muốn cái này, ngươi đang làm cái gì? Mau giết hắn đi. Xem đi, ta thua cược. Ngươi thật khó đoán. Chúng ta chỉ là chủ nhân của chính mình. Kaka, hắn cũng không muốn của chúng ta để người đã chết ở đau khổ. Vậy bạn sẽ mang chiến tranh đến đồng bằng trung tâm. Bạn không hiểu gì cả. Tôi và anh, họ đều đến đồng bằng trung tâm với quyết tâm chết rồi. Anh trai tôi là người thân duy nhất của tôi. Nếu tôi không giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện, thì cuộc sống của tôi. Anh chỉ động手. Của tôi có ích. Vì tôi không muốn anh tiếp tục phạm sai lầm. Tôi không sai chút nào. Ngươi đã không còn hữu dụng với ta nữa. Nếu ta giết ngươi, không ai có thể ngăn cản ca ca của ta tiến vào trung nguyên. Hừ. Ngươi cho rằng mình đã lấy được Kỳ Lân Tuyết. 痴心妄想。 Tay các bạn người dân thiên nhiên chỉ đơn giản là liếm trời và đất. Bạn có biết Kỳ Lân Tuyết để làm gì không? Kỳ Lân Tuyết này được làm từ vô số chúng côn trùng từ thung lũng cốc vàng, sau đó đem con dấu độc nhất của chúng tôi ở Lula để nó trông giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích bình thường. Bây giờ tôi có Kỳ Lân Tuyết, tôi sẽ có thể luyện chế được dược thung lũng cốc vàng, có thể kiểm soát 100.000 quân đó. 100.000 quân nào bạn ở đồng bằng tôi tâm trai cả ngai vàng. Này, vì vậy, đây là kế hoạch của bạn. Tất cả đều là giả để vào cung điện để thu thập thuốc tiên. Mục tiêu cuối cùng của bạn là lấy được Kỳ Lân Tuyết. Khi bạn hiểu ra điều đó quá muộn, những gì tôi có xong rồi. Các ngươi đến từ thiên nhiên, nếu các ngươi quay lại, ta sẽ không để. Các ngươi thành công, đừng lãng phí. Các ngươi không thể đối phó với thung lũng Nether của tôi. Hóa ra là lần đầu tiên bạn nhìn thấy tôi, bạn chỉ muốn đặt xương của tôi. Đó là Di Han đã cứu tôi. Nếu không tôi sẽ thả tôi ra, thả tôi ra. Bạn thật ngu. Tôi vốn định cho bạn một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng bây giờ tôi đổi ý. Thả tôi ra. Tôi sẽ hành hạ anh từ từ. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Nhanh chóng khỏi anh ta. Tôi không muốn gặp anh, Tai Phu. Cứu tôi với anh Su, chúng ta phải ngăn chặn Yoshimi. Nếu không, hàng chục ngàn người sẽ phải chịu đựng. Lulan đã sử dụng trong gu để tạo ra một số lượng lớn các thành phố cổ.
当时入魔，失去心智。sẽ khiến mọi người mê mẩn và mất trí, tôi không thể giữ. Đây là cổ trùng không được giữ. Chuông. Đốt đi. Vâng. Chỉ là không ngờ rằng. Tôi chỉ không ngờ rằng kho báu lưu lan do cố hoàng đế mang về lại là thủ phạm. Chúng tôi đã thử vô số cách để phá hủy nó, nhưng cuối cùng đều thất bại. Cuối cùng không có cách nào. Chúng tôi chỉ còn phải đưa nó vào thiết kế dầu vân hồng đồng thực sự của đứa con trai ngày ấy mới có thể ứng chiến nó. Yuan, Yuan, Yuan Eder đã thử vô số cách để phá vỡ hệ thống cung lũng ve sầu vàng trong nhiều năm, nhưng tất cả đều kết thúc mà không có vấn đề gì. Sư phụ, Su, bạn phải ngăn chặn Eueli và đừng để âm mưu lại của Ngọc Vương. Chúng Ngọc Vương, tôi đã chuẩn bị một loại thuốc giải độc để kiềm chế chất độc của Kim Chang-gu. Chú, tôi đã chế tạo Kim Chang-gu độc dược rồi. Chú, 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 chú. Mây sáng. Bệ hạ, bạn có thực sự nghĩ rằng bạn có thể rời đi nơi này không? Không còn hữu ích với bạn nữa. Hãy để anh ta đi, anh ta chống lại ý của anh ta. Bạn đã có những gì bạn thì có ích nhất cho bạn người. Tại sao không? Tôi rất vui khi thấy anh ta chết. Đưa anh ta cho tôi. Đi. Đồ phản bội. Đưa nó ra. Tôi dừng lại. Nhanh, 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 nhanh. Nhanh, 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 nhanh. Nhanh, 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 nhanh. Mê Sơn, bái kiến hoàng thượng. Nhanh, hoàng thượng sẽ giao cho ngươi. Nhanh, ngươi mau đi thôi. Ngươi cùng chúng tôi đi thôi. Và nhanh, chúng ta hãy đi cùng nhau. Nếu bài đó bí mật thu thập một linh hồn, tôi đã xuất hồn từ lâu và... Bạn đã làm. Điều đó vì bạn cảm thấy mềm lòng. Không, bạn thực sự là một người đẹp. Miễn là bạn đi, tôi sẽ biến bạn thành hoàng hậu của tôi. Miễn là bạn không chăm sóc tôi như những bộ trưởng già cứng đầu đó. Tôi đánh giá cao lòng tốt của bạn. Nhưng... dù sao anh ấy cũng là anh trai tôi. Tôi sẽ không kệ anh ta. Dù anh ta đi trở thành nhất nào không thấy. Anh ta trở thành như bây giờ đều là do tôi sao? Thôi đừng nói nữa. Các người cút đi. Nói xin lỗi tôi nên dùng tôi đi. Và sau đó đưa anh ta đi và không bao giờ quay lại.
vệ sinh tại sao những người này bị bắt. Tôi đã bỏ chất độc của thung lũng tóc vàng vào bức màn nước trong này là những người đã uống chất độc của thung lũng tóc vàng. Hôm nay tôi sẽ thử vàng trên chính tác dụng của thung lũng tóc. Tôi không lo. Không có ý định quay lại. Tại sao tôi phải quay lại? Tôi có thể luyện chế độc dược ngay. Phục sinh của tôi sẽ sớm thành công. Bạn nên mừng cho tôi. Anh ơi, vậy đi, anh thực sự làm điều gì sai trái? Tại sao? Thái phu. Cậu đây. Bạn lại ở đây. Cô gái mây sen đã giúp tôi ngưng tụ linh hồn. Anh ấy. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Anh ấy đã trở về hoàng gia rồi. Không sao đâu, tôi đã tìm ra thuốc giải để kiềm chế. Hoàng gia thành phố có nhiều khu bạn đảm bảo thế nào để rằng tất cả mọi người trong thời gian ngắn đều uống thuốc giải, và những người đó đã lấy nó. Bây giờ tôi sợ. Bạn mất kiểm soát, bạn thậm chí sẽ giết chính anh trai mình. Thực xin lỗi, ta sẽ không cho phép ngươi tiếp tục sai. Đang dược sự tình đã qua, ngươi phải dừng lại. Đừng quên ban đầu là ai đặt ở ta cứu ngươi. Ta cứu ngươi là bởi vì ta không anh muốn em sống thật tốt và không trở thành ác quỷ lần thứ hai. Em có thể chọn đứng về phía đối lập với anh, có thể chọn đứng về phía anh, cùng nhau chiến đấu với thế giới. Em thấy đấy. Được rồi, đây là người ép ta dừng lại. Tony, ngươi thật đúng là bị ma ám à. Xem ra ngươi rất nhớ ta. Ta muốn ngươi chết đi. Đưa tay cho ta đi. Cha ca, ta không tha thứ bạn từ đầu. Bạn có sự sống chết của chính mình. Nếu bạn làm trái ý trời, bạn sẽ bị ông trời chỉ có một mình tôi. Tôi sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình vì anh trai, nhưng tôi có thể đừng để những người vô tội đó bị liên lụy vì sai lầm của tôi. Thật không công bằng. Nó không đau. Bạn đang nói cái quái gì vậy? Đưa nó cho tôi. Tôi thà bạn chết trên
是为了自己的国家，战死在了沙场上。con gái, 美生，không phải 不要美生。anh ơi, 我求你了。em xin anh, đưa nó cho em đi. À, anh là đồ phản bội. 你是个叛徒。thất bại cũng không sao. ha ha.你以为我真傻呀？anh cho rằng em ngu ngốc như vậy sao? anh biết em bị làm sao Nguyễn hấp dẫn? lại không. có chút nào phòng bị một thân thể trọng yếu như vậy. 我和狩林丹连为一体，这么重要的东西，我怎么可能让你们轻易的得到？ta làm sao có thể dễ dàng để cho ngươi có được ta cho ngươi một cơ hội tuyệt vời. ta có thể giết hoàng bội. thung lũng nê thơ của bạn vẫn ở trên tôi, chỉ cần bạn thổi sáo, tôi chắc chắn sẽ chết a.Cái gì? Phu Trinh, bạn có thấy lạ không? Khi thung lũng nê sầu vàng của bạn mạnh mẽ, nó không phải là bất khả chiến bại.我们墨家的上古通灵宝玉，那是祖传秘宝的通灵金珠。你以为这样就可以杀了我？就算我没有十万大军，我一样可以杀了。cũng có thể giết được ta, ta cũng có thể giết được ngươi. À, này.Hoàng thượng đừng bỏ qua cô gái này, dân chúng tức giận còn chưa đủ. Đúng vậy, người nên giết một cây bách kiến để tỏ lòng thành kính bệ hạ. Người nghĩ thế nào? Su lốt. Su đại nhân, nghĩ thế nào? À, chuyện gì vậy? Tôi không nghe mọi người nói gì. Vẻ như sư phụ cô nghĩ, làm như thế này. Đi, à, chúng ta hãy làm như thế này. Có việc nếu như rời khỏi triều đình.
Nếu không có việc gì thì đừng đi. Ngươi vừa rồi nói cái gì là anh ta. Đừng đi, hãy nói về đó. Chú chú à. Và sắc lệnh của hoàng đế của vương quốc trung cổ đại là mây. Tội ác này có thể tránh được cho đến khi vũ đi dỗ loạn nên tại trí trí sứ tỉnh vụ tỉnh dậy kịp thời. Nhưng anh ta có kỹ năng âm dương và phải bị quản thúc tại gia. Dinh thự của thai phu suốt đời dưới sự giám sát chặt chẽ của thai phu suốt đời.